Lê Chí Thành, YouTuber có liên quan hành vi chống người thi hành công vụ của bạn. Sugar Daddy, người nhiều tuổi, hỗ trợ tài chính, tình cảm lẫn tình dục cho đối tượng nhỏ hơn mình chục tuổi của bạn. Sugar baby, những người trẻ tuổi, xinh đẹp, cần tiền trang trải cuộc sống của bạn. Bùi Thu Hương, tiến sĩ xã hội học, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền của bạn. Sugar Daddy, Sugar Baby, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn và pháp luật chưa quy định của bạn. Bóng đè phim được tới 2 năm nước và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát hành của bạn. Lê Văn Kiệt, đạo diễn, sinh năm 1943, tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles của bạn. Lật mặt, nhà có khách, công chiếu tại nhiều đô thị lớn nằm trong Mỹ, Australia và Canada của bạn. Hai Phượng, góp phần xóa tan ranh giới giữa điện ảnh Việt và thế giới của bạn. Bố già, phim chiếu màn ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại của bạn. Ngôi nhà trong hẻm, vẻ vời đặc sắc, phác họa quen thuộc trong văn hóa và đời sống đất nước chữ S của bạn.